Chào mừng mọi người đã đến với kênh tô màu của mình. Thì hôm nay mình sẽ tô màu bức tranh một nàng công chúa nha mọi người. Xin mọi người theo dõi video của mình để xem mình tô màu bức tranh này sẽ như thế nào nhé. Ok, vậy mình đã tô màu xong bức tranh này rồi nha. Mọi người ơi, cảm ơn mọi người đã theo dõi video này của mình. Và bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại nha. Bye bye. Bye bye. Oh, cái này xinh. Xin chào mọi người, chào mọi người đến kênh tôm hỏi mình. Hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau thức chơi cờ và cảm nhận mọi người. Thì đây là bức tranh mình vừa tô màu xong nha mọi người. Cảm ơn mọi người đã theo dõi video của mình. Và bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại nhé. Bye bye.